Vĩ Tưởng Việt đánh bại 10 vạn quân chỉ bằng một chén rượu. Kỳ lạ phải không? Làm sao một chén rượu lại đánh bại được 10 vạn quân? Có phải là đang nói điêu nói quá? Nhân vật lịch sử này có tài năng thiên bẩm hay chỉ là câu chuyện cổ tích giống như niêu cơm của Thạch Sanh? Xin thưa đây là sự thật, đây là chuyện về tài ngoại giao và giao lưu của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Và chỉ với một chén rượu, vị tướng tài này của nhà Trần đã khiến 10 vạn quân địch phải xin hàng. Thực hư như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung video. Nếu thấy hay, ủng hộ cho team mình một like, một share nhé. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Năm 1280, vừa Quản Triệu Thần được tin Chúa Đạo Đà Giang ở miền núi Tây Bắc là Trịnh Giác Mặt đã tụ họp dân nổi lên chống lại triều đình. Cùng thời điểm đó, nhà Nguyên cũng đang sửa soạn đại binh đánh Đại Việt lần thứ 3. Đất nước đang trong tình trạng khẩn trương trước hiểm họa ngoại xâm lớn lao. Để tập trung tâm trí và sức lực đối phó với quân Nguyên, trước hết phải dẹp yên loạn trong nước. Vua Trần Nhân Tông đã sai Trần Nhật Duật làm an phụ sự Đà Giang để giải quyết gấp rút sự cố nghiêm trọng này. Vị vương tử trẻ mới 27 tuổi này, dưới cổ hiệu Trần Thú Đà Giang, làm lễ ra quân lên đường đi Tây Bắc. Ông đã chinh phục tù trưởng Trịnh Giác Mặt bằng cách vô cùng đặc biệt không ai ngờ tới và đã thành công viên mãn. Đó là dựa vào phong tục ăn bằng tay, uống bằng mũi. Biết được quân triều đình đến, chúa Đà Giang là Trịnh Giác Mặt định ra chiêu ám hại. Trịnh Giác Mặt sai người đưa thư dụ Trần Nhật Duật rằng Giác Mặt không dám trái lệnh triều đình, nếu ân chủ một mình một ngựa đến gặp, Giác Mặt xin ra hàng ngay. Biết được âm mưu của Trịnh Giác Mặt, nhưng vì muốn thu phục được hắn, Trần Nhật Duật mặc các tướng cần ngăn, một mình một ngựa đến gặp chúa Đà Giang, chỉ mang theo 5-6 tiểu đồng cấp tráp đi hậu. Ông nói, nếu phần chắc thì triều đình sẽ có người khác đến không phải lo. Rồi ông thản nhiên đi giữa rừng, đám mạn binh của Giác Mặt gươm giáo và sắc phục kỳ dị cố ý phô trương để uy hiếp. Trần Nhật Duật nói với Giác Mặt bằng chính ngôn ngữ và theo đúng phong tục rất ngang ngạnh chí khí của dân tộc vùng Đà Giang. Lũ tiểu đồng của ta khi đi đường thì nóng tại trái, vào đây thì nóng tại phải. Trịnh Giác Mặt và các đầu mục đều kinh ngạc trước sự am hiểu tiếng nói và tục lệ của Trần Nhật Duật. Khi mâm rượu, có bầu rượu và dĩa thịt nải muối được bưng lên, Trịnh Giác Mặt đưa tay mới có ý thách thức. Ông không chút ngần ngại cầm thịt ăn, rồi vừa nhai vừa ngửa mặt, cầm gáo rượu bầu từ từ dọc vào mũi, hết sức thành thạo như người địa phương. Trịnh Giác Mặt kinh ngạc thốt lên, Chiêu Văn Vương là anh em với ta. Trần Nhật Duật đáp lại, chúng ta từ xưa nay vẫn là anh em. Trần Nhật Duật sai tiểu đồng mổ cháp lấy ra những chiếc vòng bạc trao cho từng đầu mục Đà Giang. Những người cầm đầu đảo Đà Giang hoan hỉ đón lấy tầng phẩm kết nghĩa theo đúng tục lệ của họ từ tay Trần Nhật Duật mà họ vừa nhận làm anh em. Đà Giang đã được quy thuận như thế, không đổ một giọt máu, không mất một mũi tên. Trong chuyến đi trấn an Đà Giang này, Trần Nhật Duật cũng được một người Mường tên là Ma Văn Khải tặng một quyển sách Trật Sử viết bằng tiếng Man do ông Tố năm đời là Ma Văn Cao soạn, nói về cuộc đời của người thọ tên Hoàng Quỳnh dưới triều Lý Thần Tông. Trần Nhật Duật sau này dịch từ tiếng Man sang tiếng Hán với nhận đề Linh Nam Trật Sử. Đây là một bộ sách viết theo lời tiểu thuyết dài Trung Hoa rất ly kỳ, chia ra làm 28 hội, giống như tiểu thuyết kiếm hiệp hiện đại, rất có giá trị về phương diện dân tộc, địa lý tư tưởng và văn hóa học. Trần Nhật Duật sau đó đã cùng Trịnh Giác Mặt và vợ con về kinh thành gặp vua. Vừa khen sau chỗ Giác Mặt và vợ con về, chỉ giữ lại một người con ở kinh sư. Trần Nhật Duật hết lòng yêu thương dạy dỗ người này, còn xin phong tước cho, sau cũng cho về quê. Sách Việt Sử Gai Thoại có bàn Trần Nhật Duật quả là bậc am hiểu lòng dân và tin dân. Quân Giác Mặt gieo vui và Giác Mặt quy thuận triều đình cũng là phải lắm. Chuyện Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật thật đáng kể cho muôn đời suy ngẫm lắm thầy. Nói về vị Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật này thì còn nhiều câu chuyện thú vị lắm. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thời vua Trần Nhân Tông có một sứ giả nước Sách Ma Tích, tên cổ của Singapore, sang cống, nhưng triều đình không tìm được người phiên dịch. Vua Trần đã triệu tập các phiên dịch viên giỏi nhất thành Thăng Long lại để nói chuyện với sứ thần, nhưng không một ai nói được tiếng Sách Ma Tích. Trần Nhật Duật biết chuyện, liền đến gặp sứ thần và nói chuyện một cách trôi chảy bằng chính tiếng Sách Ma Tích, khiến mọi người đều thán phục. Vua Nhân Tông thán phục, nói đùa, Chiêu Văn Vương có lẽ không phải người Việt mà là hậu thân của Dũng Phiên, Nam. Sau chuyện này, có người hỏi Trần Nhật Duật vì sao biết được tiếng nước Sách Ma Tích. Ông trả lời, thời vua Thái Tông, sự thần nước ấy sang nhân có giao du với họ nên hiểu được đôi chút tiếng nước họ. Trong các ngoại ngữ thì tiếng Chăm là thế mạnh của Trần Nhật Duật. Từ thành Thăng Long, ông thường chơi thôn Bà Già phía tây Hà Nội ngày nay, nơi sinh sống của các cư dân có nguồn gốc từ tù binh Champa. Ông rất say mê trò chuyện, tìm hiểu ngôn ngữ văn hóa của người Chăm
và thường ở lại cùng họ mấy ngày mới về, ngoài khả năng về ngoại ngữ. Triêu Văn Vương Trần Nhật Duật còn là người rất cởi mở và được coi là quan hệ rộng, thường xuyên giao du bạn bè, đặc biệt là thích tìm hiểu về văn hóa của những dân tộc khác. Bởi vậy mà có được hảo cảm của rất nhiều người, kết thân với nhiều sứ giả các nước. Khi đã làm tế tướng, ông vẫn thường đến chơi nhà người Hoa Kiều là Trần Đạo Chiêu, nói chuyện phiếm với nhau hàng giờ. Theo lễ cũ, sứ giả nước ngoài đến Thăng Long, tể tướng tiếp sứ giả không được cùng ngồi nói chuyện, phải thông qua một người phiên dịch. Trần Nhật Duật thì không như thế. Mỗi khi tiếp sự nguyên đều nói chuyện trực tiếp, không muốn người phiên dịch. Sứ giả về nơi nghỉ thì dắt tay nhau cùng vào, ngồi uống rượu vui vẻ như bạn bè. Điều này chứng tỏ đặc tính con người nghệ sĩ của ông khi chúng ta biết rằng cách đây không lâu, ông đã cầm quân chống quân Mông Nguyên xâm lăng. Trong số những cái người tống đến ở Đại Việt có người Phượng Hát tên Lý Nguyên Cát mang đến đất Việt lời tuồng truyền. Lý Nguyên Cát thường đến dinh của Trần Nhật Duật chơi, nơi mà không ngày nào không mở hát sướng làm trò. Lời hát này sau được truyền vào cung vua và con của người đào hát được lên làm vua trong thời gian ngắn. Dương Nhật Lễ suýt lật đổ nhà Trần sớm hơn 30 năm. Nếu không nhờ Trần Nghệ Tông rút về Đà Giang nơi Trần Nhật Duật đã thu phục trước đây, để từ đó khôi phục lại ngôi vua cho nhà Trần. Trần Nhật Duật làm quan trải qua 4 vị vua, làm đến chức thái sư, nhưng lúc nào cũng có tinh thần phóng khoáng. Ông là một nhà nghệ sĩ giỏi và rất say mê âm nhạc, đã sáng tác rất nhiều khúc nhạc. Ở dinh ông không ngày nào không mở cuộc chèo hát hay bày trò chơi, thế mà không ai cho ông là say đắm niềm vui mà quên công việc. Ông cũng có niềm say mê đặc biệt các ngôn ngữ nước ngoài. Ông rất thích chơi với người nước ngoài, tự tìm hiểu phong tục, tập quán, văn hóa và triết lý của họ. Từ Thăng Long, ông thường đến chơi thôn Đa Gia Ly, một thôn gồm người Việt gốc tù binh Chăm Chiêm Thành, Champa, sau gọi là thôn bà già, có khi 3-4 ngày mới về. Văn hóa Chăm nhất là về âm nhạc, triết lý không những lôi cuốn ông mà có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Văn hóa Việt Nam trong các triều đại Lý, Trần, các điều nhạc cung đình, chèo và quan họ trong dân gian đều có nguồn gốc ảnh hưởng từ văn hóa Chăm Chiêm Thành. Một số kiến trúc chùa đình thời Lý Trần trong giai đoạn này cũng có mang nét ảnh hưởng kiến trúc Chiêm Thành, như một số hình tượng chim thần Garuda. Triết và đạo lý giữa hai dân tộc Việt Nam Chiêm Thành cũng giao lưu và ảnh hưởng nhau. Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông lúc về hưu cũng đã thân hành không ngại đường xa qua Chiêm Thành bàn bạc, học hỏi và sống chung như anh em với vua quan Chiêm Thành trong một thời gian. Nhà nghệ sĩ Trần Nhật Duật có tiếng là người học rộng, thiếp liếp sự sách nhất kinh thành và rất ham thích đạo giáo. Thường khi mặc áo lông và đội mũ giống như đạo sĩ, ông tìm hiểu triết lý của nhiều dân tộc khác ngoài Chiêm Thành. Ông hay đến chơi chùa Tương Phù, nói chuyện với nhà sư người Tống, ngủ lại rồi về. Khách nước ngoài đến kinh sư thường được ông mời đến chơi nhà, nếu là người Tống thì ngồi đợi nhau, đàm luận suốt ngày. Người viết lịch sử nhà Nguyên còn tưởng ông là người gốc Chân Định. Nếu là người Chiêm hay người các dân tộc khác, ông đều theo phong tục quốc gia của họ mà tiếp đãi, vì ông đã hiểu và tiếp thu văn hóa của họ. Khi nhà Tống mất năm 1274, hồi hộp đem 30 thuyền cùng binh lính, vợ con đến Đại Việt xin thần phục, tất cả đều được phép ở kinh thành. Có người như Trần Trọng Vi được Thánh Tông trọng đãi, quyết tâm lưu lạc thà làm ma nước Việt, chết đi được vua làm thơ điệu. Sau này, trong quân của Trần Nhật Duật chống Mông Cổ có đạo quân Tống với quân Phục Nam Tống dưới trưởng. Khi quân Mông giáp trận với Trần Nhật Duật, các tướng sĩ Mông Cổ ngạc nhiên và sợ hãi tưởng nhà Tống đã trở lại. Đây là một tác động tâm lý đánh vào quân Nguyên Mông Cổ và cừu quân nhà Tống gia nhập dưới quyền quân Nguyên, góp phần vào sự thua trận của quân Mông ở các trận như Hàm Tử mà Trần Nhật Duật lãnh đạo. Trần Nhật Duật là người nhã nhặn, trong nhà không hề đánh đầy tớ. Cũng có khi ông đánh thì trước hết kẻ tội lỗi rồi sau mới đánh. Mặc dầu tài hoa phóng khoáng, nhưng trong việc nước ông rất trung thực và thẳng thắn. Việc nước và việc cá nhân là hai việc riêng biệt không thể để lẫn lộn. Vợ ông là Trịnh Túc Phu Nhân từng có việc nhỏ cậy nói riêng với ông ở nhà. Ông ra tặng gật đầu. Đến khi gia phụ, người thư ký đem việc ấy trình với ông không cho. Để kết thúc về con người của ông, có một câu chuyện như sau. Có một lần có người kiến kẻ gia ti, người đầy tớ gái của ông với quốc phủ, có lẽ là Huế Vũ Đại Vương Trấn Quốc Chân. Quốc phụ sai ra đồng đến bắt người đầy tớ. Cô đầy tớ gái chạy vào trong phủ tể tướng, người đi bắt đuổi đến nhà giữa bắt trói ầm ĩ. Vợ ông khóc nói: ông là tể tướng mà bình thường cũng là tể tướng, chỉ vì ông nhân nhũ quá cho nên người ta mới khinh thường đến thế thôi. Trần Nhật Duật vẫn tự nhiên chẳng nói lại câu gì, chỉ khẽ sai người bảo người đầy tớ gái rằng: mày cứ ra, đâu đâu cũng đều có phép nước. Trần Nhật Duật xứng đáng là danh nhân Việt Nam, văn võ toàn tài, có thể được xem là ông tổ của ngành ngoại giao Việt Nam. Tuy làm đến chức tế tướng và thái sư, nhưng không bao giờ tham lam quyền lực, bởi vì sống trong lòng ông là một tinh thần nghệ sĩ trong nét khẳng khái và nhân hòa. Nếu thấy hay, ủng hộ cho team mình một like, một share nhé. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.